Rồi ok, hello, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ mang đến cho anh em một cái video mới ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em thay cell của thằng Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom ấy anh em. Bằng hình ảnh nha, tại vì cái này mình chưa có quay video được thì mình chỉ có được hình ảnh thôi ha. Thì đối với pin của Mavic 2 Pro và Mavic 2 Zoom thì việc thay cell nó tương đối là đơn giản nha anh em. Mình phải nói là nó tương đối đơn giản luôn á. Pin của nó khá là dễ chịu nha anh em. Nó nếu mà anh em tháo cell đúng cách và anh em lắp ráp cell đúng cách nha, thì pin hầu như không bị khóa luôn nha anh em. Nó sẽ không có bị khóa pin luôn nha. Anh em có thể thay một cách thoải mái, không cần phải sử dụng tool hay sử dụng phần mềm gì hết. Anh em cứ làm theo đúng những gì mình sắp hướng dẫn đây nè, là anh em sẽ có thể thay cell một cách an toàn, thoải mái luôn nha anh em. Đó. Thì đầu tiên ấy, mình sẽ sử dụng cái phần mềm quen thuộc đó mà mình vẫn thường dùng trong tất cả các video ha. Thì đầu tiên mình sẽ unseal nè, mình sẽ unseal cái cục pin để mình mở khóa chip ha, để mình tiến hành mình sao lưu lại tất cả những cái thông tin ban đầu của pin nha anh em. Hiện nay mình làm dự phòng thôi anh em, có nghĩa mình dự phòng cái trường hợp mà lỡ pin nó có bị khóa thì mình sẽ có được những thứ mà để mình khôi phục lại ha. Đó, thì mình sẽ vào cái tab firmware nè anh em, mình sẽ vào boot mode để mình tiến hành mình sao lưu lại tất cả những cái thông tin mà mình có thể đọc được nha. Đầu tiên á, mình sẽ tiến hành sao lưu thằng EEPROM này. EEPROM là một cái thứ rất là quan trọng nha anh em. Nó chứa tất cả những cái thông tin mà hiện tại của pin ha, pin đang hoạt động như thế nào thì nó sẽ sao lưu lại đúng như vậy ha. Đó, thì trường hợp nếu mà anh em lỡ làm pin nó bị khóa thì anh em chỉ cần lấy cái file EEPROM này nè, anh em chép ngược lại vào trong pin đang khóa thì pin nó sẽ trở lại cái trạng thái đúng một cái thời điểm mà anh em sao lưu đó. Là hiện tại pin nó đang không khóa thì mình sao lưu trong tại cái thời điểm pin nó không khóa nè. Thì lỡ pin nó khóa mình chép lại thì pin nó sẽ trở lại trạng thái lúc nó không khóa ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ tiến hành sao lưu firmware ha, bằng cách ấn vào cái nút read firmware ha. Cái phần sao lưu firmware này nó sẽ tốn thời gian khá lâu, anh em cứ bình tĩnh chờ đợi cho nó sao lưu ha. Thật ra thì chúng ta chỉ cần mỗi cái EEPROM thôi, chúng ta cũng không phải cần mấy cái firmware này kia đâu. Nhưng mà chúng ta có thể sao lưu được gì thì chúng ta cứ sao lưu nha anh em. Rồi sẽ có lúc anh em sẽ cần tới nó ha. Vì trước mắt anh em không cần nó nhưng mà anh em cứ sao lưu lại để đó đi. Nó không có ảnh hưởng gì hết ha, nó cũng chả có tốn gì của anh em hết. Thì chúng ta cứ sao lưu để lại để đó ha, phòng hờ những cái trường hợp bất trắc ha. Rồi xong sao lưu ép firmware xong thì chúng ta sẽ tiến hành sao lưu luôn AFIP ha. Cứ cái gì mà chúng ta bấm sao lưu được chúng ta cứ bấm sao lưu lại hết cho mình ha. Cái nào mà nó có read đó, có chữ read đó, anh em cứ bấm read, 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 read. Đừng có write nha, read là chúng ta chỉ đọc thôi, chỉ đọc ra thôi, chúng ta không can thiệp gì vào pin hết nha. Chúng ta chỉ cần read nó ra để chúng ta lưu nó lại thôi ha. Rồi chúng ta sẽ thoát boot mode nè, nhớ phải thoát boot mode nha, không là cái viên pin chúng ta nó sẽ im ru luôn đó. Rồi tiếp theo mình sẽ bấm vào KLV0 ha, nó cũng là một cái phân vùng ha, cái phân vùng trong cái viên pin chúng ta cũng cần phải sao lưu lại luôn nha. Rồi mình sẽ tiến hành mình tạo một cái folder cho nó, mình để riêng tất cả những cái file nãy giờ mình sao lưu đó, mình cất vào trong folder đó ha. Mình sẽ không đụng đĩa tác động gì nó hết, coi như là nó là một cái dự phòng thôi anh em, nó là một cái phần dự phòng cho cái trường hợp bất trắc trong lúc mình thao tác mình thay cell nó gặp vấn đề gì đó thì mình lấy nó phục hồi thôi nha. Chứ nếu anh em mà thật ra anh em nếu chỉ cần làm theo đúng những gì mình sắp hướng dẫn nè, là pin nó không khóa luôn nha anh em, không cần phải xài tool xài gì hết, nó không cần phải tool gì luôn, nó sẽ không có bao giờ khóa luôn anh em. Mình dám bảo đảm với anh em luôn, chắc chắn luôn là anh em làm đúng cách nó sẽ không có khóa pin nha. Đó. Rồi thì sau khi mình đã sao lưu xong tất cả những cái thông tin của viên pin bình thường của mình nè. Đó, mọi thứ thông tin hiện tại đang là bình thường, viên pin đang bình thường. Mình sao lưu lại mình để đó ha. Thì mình sẽ tiến hành bắt đầu mình tháo mình tách cell ra nha. Rồi mình tháo mình tách cell cũ ra để mình tiến hành mình thay cell mới lại ha. Rồi tới đây coi như xong rồi đó anh em, cũng không còn gì hết nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tách cell cho anh em coi nè. Rồi thì đầu tiên anh em, sau khi anh em tháo cái vỏ pin ra anh em sẽ có được cái khối pin trông như thế này anh em. Đây là một cái viên pin nó bị phù cũng khá là nặng nha anh em. Đó, sau khi anh em tháo ra anh em sẽ có một cái khối pin trông như thế này, nó bao gồm có hai cái mạch nha. Là mạch ở trên đó, là cái mạch BMS nha, mạch chính nha, mạch điều khiển chính của pin ha, và một cái mạch dưới là cái mạch dùng để hàng cell ha anh em. Hai mạch này nó là hai cái mạch tách biệt hoàn toàn luôn nha anh em. Đó, chúng ta sẽ có hai phần mạch là mạch trên và mạch dưới. Thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta tách lấy cái mạch dưới ra khỏi cái mạch trên này ha. Thì đầu tiên á, anh em sẽ phải làm như thế này này. Đầu tiên á, anh em sẽ tách bỏ hai cái sợi dây to bự trước anh em. Anh em sẽ tách sợi dây đỏ trước rồi sau đó anh em sẽ tách cái sợi dây đen sau ha. Chúng ta sẽ tách hai cái sợi dây to bự này ở dưới mạch dưới trước nha anh em. Chúng ta sẽ tháo bỏ nó ra ha. Rồi ok.
Thì sau khi anh em tách bỏ hai cái sợi dây to bự này xong thì chúng ta sẽ còn lại một cái sợi dây chùm đó anh em. Còn có một sợi dây chùm ha. Chúng ta sẽ tiến hành tách bỏ sợi dây chùm này ra ha, thì chúng ta sẽ được một cái mạch xeo pin trong như thế này anh em. Cái lưu ý anh em là cái sợi dây chùm này anh em phải tháo ra một cách dứt khoát nha. Chúng ta không có cầm nó mà lắc qua lắc lại rồi mới rút ra nha anh em. Anh em hãy tách keo xung quanh cái sợi dây chùm này ra trước rồi anh em. Hãy tháo nó ra. Anh em giật nó ra một cách dứt khoát ha. Giật ra một cách dứt khoát nha, không có lắc lư gì hết nha, thì lúc này pin chúng ta nó sẽ không có bị khóa nha anh em. Nó không có bị khóa luôn nha. Rồi sau khi anh em tháo ra được cái mạch cell riêng đó đó thì bắt đầu anh em sẽ tiến hành tách bỏ cell đi ha anh em. Anh em chỉ việc tách bỏ những cell cũ đi ha anh em, bằng cách là anh em cắt hay là anh em làm như thế nào đó để tách bỏ những cell cũ đi ha. Việc này thì nó cũng khá đơn giản thôi, vì những cell này nó phù hết, anh em có thể cắt ngang bỏ luôn cũng được nữa, mình nghĩ là nó cũng không có thành vấn đề luôn ha. Thì anh em tách bỏ cell cũ đi để chúng ta còn lại được cái mạch để hàn cái cell mới ha. Thì sau khi tách bỏ cái cell cũ đi ha, chúng ta sẽ còn lại cái phần mạch ở trong như thế này nè anh em. Đó đó thì đây chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ tách bỏ luôn những cái miếng kim loại ha, tách bỏ những miếng kim loại ha. Cái này cũng tùy anh em nha, có anh em thì vẫn giữ, có anh em thì tách bỏ, riêng mình tách bỏ đi đó. Đó thì đây nè, đó sau khi tách bỏ những cái phần kim loại đi ha anh em, sau khi tách bỏ những cái phần kim loại đi, chúng ta sẽ có cái mạch nó trông như thế này ha. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành để những cái cell mới theo đúng thứ tự giống như là những cái cell zin ha. Anh em nhớ lưu ý phải đo cho đúng những cái cực cộng trừ nha. Nó bắt đầu từ chỗ nào cộng màu trừ trên trên thì trên cái bảng mạch nó có ký hiệu ha anh em. B trừ là tức là cực trừ của pin ha, và B cộng tức là cực cộng của pin ha. Chúng ta cứ ráp theo đúng theo cái nguyên tắc của viên pin 4S ha anh em. Đó, rồi ok, sau khi anh em tách ra xong anh em bắt đầu gắn cell mới vào nè. Đó, đây là cell mới sau khi được hàn vào, anh em sẽ đo thử điện áp nó sẽ khoảng tầm 16V nha anh em, là nó đúng nha. Anh em đo ngay chỗ hai cái sợi dây to bự á, nó tầm 16V như thế này là chuẩn nha. Còn nếu mà anh em gáp xong anh em đo ở hai sợi dây to bự này mà nó không được 16V thì tức là có một cái cell anh em đã gáp ngược ha. Gáp ngược cái quy tắc, gáp ngược cộng trừ đó, nó bị sai đó và không được hàn vào nha. Phải đo, lúc này phải đo đạc cho kỹ hết này kia các thứ rồi chúng ta mới tiến hành chúng ta ráp vào cái mạch chính nha anh em. Đây chỉ là cái mạch hàn cell thôi nha, chứ chưa phải là mạch chính nha, mạch chính nằm ở trên đó. Rồi. Tiếp theo nè, cái phần quan trọng là anh em sẽ gắn vào cái mạch chính nè. Thì đầu tiên anh em sẽ gắn cái sợi dây chùm vào trước nha anh em. Gắn cái sợi dây chùm nó có để chữ cell 1, cell 2, cell 3, cell 4 đó. Chúng ta sẽ gắn cái sợi dây chùm đó vào trước. Gắn vào một cách dứt khoát nha anh em, gắn vào một cách dứt khoát. Không có lắc tới lắc lui gì hết, không có lắc qua lắc lại, chúng ta cắm thẳng vào cái sợi dây chùm ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiến hành hàn lại hai sợi dây to bự ha. Với dây đen là âm và dây đỏ là dương nha anh em. Đó, rồi chúng ta sẽ tiến hành hàn vào cái hai sợi dây to bự vào ha. Rồi là coi như anh em xong rồi đó anh em. Lúc này anh em có thể cắm vào sạc và đèn nguồn nó sẽ lên luôn ha anh em. Hoặc là anh em bấm thử nút nguồn thì có thể lúc này là nguồn nó đã lên luôn nha anh em. Nguồn nó đã lên luôn chứ không có cần phải phải suy nghĩ gì luôn nha. Tại vì mạch nó không bị khóa, nếu anh em tháo đúng nguyên tắc như vậy á là mạch nó sẽ không khóa luôn nha. Lúc tháo thì chúng ta sẽ tháo hai sợi dây to bự ra trước. Sau đó dứt khoát tháo cái sợi dây chùm ra ha. Chúng ta giật dứt khoát ra ha. Rồi chúng ta hàn cell mới vào, đo đạc kỹ lưỡng. Rồi sau khi ráp thì chúng ta sẽ cắm sợi dây chùm vào trước nha, cắm vào dứt khoát nha, cắm chính xác và dứt khoát vào. Sau đó chúng ta hàn hai sợi dây đỏ và đen vào thì pin của anh em nó sẽ không bị khóa luôn nha, mình dám bảo đảm với anh em pin nó sẽ không bị khóa luôn. Lúc này anh em là có thể sử dụng được cái viên pin luôn mà không cần phải can thiệp tool hay gì hết, nếu mà anh em không có quan trọng mấy cái thông số kia đó. Thì lưu ý với anh em là sau khi thay cell mới á, anh em cần phải sạc và xả khoảng vài lần nha anh em. Anh em cần phải sạc và xả khoảng vài lần thì viên pin nó mới ổn định nha. Đó, nếu mà anh em mà không sạc xả vài lần thì viên pin nó sẽ không có ổn định đâu. Chúng ta phải sạc xả vài lần thì viên pin nó mới báo chính xác nha. Rồi đơn giản vậy thôi, cũng không có gì khó khăn ha. Rồi ok, thì cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Mavic 2 Pro, Mavic 2 Zoom thay cell rất đơn giản nha anh em. Rồi, tạm biệt anh em.